Tối hôm qua anh nói là dạy người ta thả diều. Là sao? Lúc anh học luật ở trường đại học đã giành được học bổng của hội đua ngựa. Sau đó tụi anh đã thành lập hội sinh viên ở đoạt học bổng và tổ chức những hoạt động từ thiện định kỳ. Hoạt động lần này gọi là diều yêu bạn. Con diều, chữ diều đó. Các thanh niên trên này thuộc các gia đình cá biệt. Đồng thời giữa họ và cha mẹ hay nảy sinh những vấn đề do không hiểu nhau. Hoạt động lần này chính là muốn giúp họ viết những lời mà họ muốn nói với người thân của mình mà không dám nói ghi vào con diều. Sau đó sẽ hẹn một ngày cùng thả diều lên cao để họ học được cách làm sao giải phóng mình, muốn nói những điều mà mình muốn nói. Phục vụ xã hội cũng là một chuyện tốt. Bản thân của anh thì không có tiền, nhưng mà thời gian là công tác xã hội thì có. Em không sao chứ? Không sao. Trời ơi, xin lỗi nha. Lúc nãy tôi để lên trên cái thành này cho nên nó mới rớt xuống đó. Xin lỗi nha, thành thật xin lỗi. Thím Bảy, lần sau cẩn thận một chút. Tôi biết rồi, không có lần sau đâu, xin lỗi nha. Em không đến trễ chứ? Đâu có, anh tới sớm để chọn giùm em thôi. Vậy có hàng tốt gì giới thiệu đây? Nè, máy chụp hình này có 8 triệu điểm ảnh, hình phóng to cho áp phích cũng rất là đẹp đó. Còn điểm ảnh của máy này thì ít hơn, chỉ có 6 triệu thôi, nhưng mà thân máy nhẹ hơn, thích hợp cho phái nữ sử dụng. Hình như cả hai máy đều rất tốt, nhưng mà em thích kiểu này hơn. Lấy cái này đi. Em mua luôn hả? Tháng sau sẽ có mẫu mới đó. Bây giờ công nghệ thay đổi rất nhanh, làm sao mình theo kịp chứ? Vài tháng nữa lại có mẫu mới. Nếu thích thì đừng có đợi, mất cơ hội này không còn cơ hội khác. Phải ha, đã thích thì phải mua. Cho tôi cái đó đi. Vậy được. Anh cũng chọn được cái mình thích hả? Phải đó, cái này màn hình 2.5 inch, zoom quang học 3x, cửa chạm lớn nhất, màn hình 2.8 đến 4.8. Anh đã kết lâu rồi nhưng mà không có mua. Em nói đúng đó, làm người giống như là mua máy chụp hình vậy, mất cơ hội này không còn cơ hội khác. Sống như vậy mới phải chứ. Sách hướng dẫn tiếng Anh, tiếng Hoa có đủ phải không? Dạ có đủ. Anh hai, nói anh bao nhiêu lần rồi, tạp chí này coi xong phải để đàng hoàng. Xin lỗi, sáng nay đi dội quá madam à. Ý, nói mua mấy tháng nay, rốt cuộc quyết định mua rồi hả? Anh hai của em đột nhiên đã hiểu thông suốt rồi, biết thế nào là nắm bắt cơ hội đó. Thích thì phải mua thôi, mất cơ hội này không còn cơ hội khác. Hay, nói rất hay. Anh mua mấy chụp hình rồi, cũng phải đến lúc đưa tiền chợ đi. Đầu tháng rồi đó. Chà, kỹ sư tiền chợ của em càng lúc càng thành thục đó. Thật sự anh thấy lo cho em rể tương lai của anh lắm đó. Nếu anh có lo thì hãy lo, nếu không có bà quản gia như em thì anh rảnh rỗi phục vụ cho anh, đúng không? Nè, ai vậy? Ai đây? Thì người đó đó. Người tình trên mạng hả? Tên của cổ là Vinh. Từ hình dung gần gũi nhất chính là bạn gái lý tưởng của anh hai em. Chỉ về Hồng Kông hồi nào vậy? Sao không nói cho em biết? Người ta chỉ về nghỉ mát thôi, đâu có làm gì. Sao hả? Hình như điều quan trọng nhất em vẫn chưa nói à. Xinh đẹp phải không? Sự lựa chọn của anh hai em không có tầm thường phải không? Hồi nãy anh đi với chị hả? Vậy người giúp anh hiểu thông suốt cũng là chị hả? Có bao nhiêu phần trăm? 100%. Khi nào ra mắt phụ huynh? Ra mắt phụ huynh cái gì chứ? Theo dây ghế em là em à. Đã làm dâu nhà họ Ân, kiểm tra phẩm chất rất quan trọng, dĩ nhiên là phải cho em xem mặt rồi. Mắt của em làm người ta sợ thôi. Gì chứ, sao lại làm chỉ sợ? Dù sao em cũng là người đẹp mà. Nói lần nữa coi. Mất mặt sao? Nè, mau dẫn chị đến gặp mặt em được, đi. Được rồi, ngày mai nha. Đừng có lo quá, bọn chúng chỉ hù dọa thôi. Họ biết anh có khả năng trả mà, sẽ không tìm được gia đình của anh đâu. Cảm ơn. Tôi đâu có giúp được gì. Chị tới ăn bữa cơm, uống mấy tách trà Phổ Nhĩ. Bạn bè với nhau, có việc này tôi muốn nhờ anh giúp đó. Việc gì? Anh cũng biết tánh tôi tiêu xài phung phí, nhưng với sự quản thúc của bà quản gia cũng đã dành được một chút. Nếu anh coi tôi là bạn thì phụ tôi xài bớt giùm đi. Đừng nói cho bà quản gia biết nha. Nhưng vì giùm bấy lâu chỉ có 70-80 ngàn thôi, anh không chơi ít là được rồi.
Nhưng phải đợi lâu lắm tôi mới trả được cho anh. Đợi gì cũng phải trả dài dài thôi. Tôi sống thọ lắm. Cảm ơn. Anh đừng nói mấy câu hai dây găm dao, hoàng nạn gặp chiếc tình nha. Chỉ cần anh nói với tôi ngày mai vắng mặt không sao là được rồi. Anh nói gì? Thì hoạt động dịu yêu bạn ngày mai đó. Xin lỗi, tôi phải lỗi hẹn. Bận chuyện gì đây? Lần trước tôi nhắc với anh còn rất sung nói tôi phải nhớ đến rủ anh mà. Tuy là như vậy, nhưng mà tôi đã thầu được móc khóa thủy tinh ở trên mạng rồi. Ngày mai hẹn bạn ở trên mạng đến lấy. Tối mai cũng bay qua anh. Tôi phải chịu khổ. Anh thầu móc khóa thủy tinh gì chứ? Anh đang làm cái gì vậy? Tôi mua để tặng cho người ta đó. Cô gái ở Canada về đó, tôi mua tặng cho cổ. Mối tình trên mạng của anh chứ gì? Nhìn anh kìa, mới nhắc đến cổ thì cười tươi rói rồi. Lần này yêu thật phải không? Tôi và cổ rất hợp nhau. Tôi biết cổ có cảm giác với tôi. Chỉ cần tôi bày tỏ thế nào cũng được. Chuẩn bị làm rể phụ đi. Sao không nói xa hơn nữa? Chưa bù mình đã đòi đám cưới rồi. Khi nào dẫn tới giới thiệu đây? Anh đừng lo, thành công tôi dẫn tới giới thiệu cho anh liền. Anh đừng có nôn. Cô gái xinh đẹp tài giỏi, dễ gặp lắm sao? Anh Cao, anh thấy mấy bạn trẻ này và người nhà hoạt động rất tốt. Anh thấy hoạt động này rất có ý nghĩa. Anh... Em muốn uống gì? Trà chanh. Anh Cao à? Hết trà chanh rồi. Không sao. Dạo này anh bận việc gì vậy? Dạo này nhiều chuyện phiền phức lắm. Hôm nào rảnh sẽ kể cho em nghe. Thật ra hôm trước em có gửi... lại đến đây. Vinh à, hẹn người bạn tức là công tác xã hội. Em cũng vậy hả? Phải. Đúng lúc quá. Anh có món quà tặng cho em nè. Sao khách sáo quá vậy? Ý, móc khóa này là hàng hiếm đó. Sao lại mua được vậy? Có những chuyện tụi mình có lòng hay không thôi. Cũng phải. Có lòng hay vô tâm nhìn là biết ngay. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Đáng lý hôm nay anh không tới được, nhưng người bạn trên mạng đổi chuyến bay sớm nên mới kịp tới đây đó. Có lẽ làm ơn được phước nên được gặp em ở đây. Phải ha, có thể làm đồ trang sức để anh móc giùm cho. Dạ được. Dính. Cảm ơn. Không có gì. Bạn của anh là ai? Dính. Bạn anh chính là ảnh đó. Minh, anh quen Vinh hả? À phải, anh nói là không rảnh tới mà. Người bạn đổi thời gian, tốt lại là kịp giờ. Nè, tôi đã mua cái móc khóa cho cổ rồi. Sao lại trùng hợp quá? Thật ra anh Cao là bạn hồi trung học, là ảnh kêu em đến tham gia. Vậy sao? Cái đất này nhỏ quá ha. Vậy đó. Em đi vệ sinh một chút. Anh và Vinh là bạn hồi trung học hả? Vậy anh có phải là mối tình đầu mà cổ thường hay nói không? Nó chính xác hơn là bạn trai của mối tình đầu cũ. Còn bây giờ? Vẫn là bạn thân. Chỉ là bạn thân thôi hả? Vậy tôi đeo đuổi cổ nha. Xong rồi. Cảm ơn chị. Đừng có quay em, quay với bạn trẻ đi. Được rồi. Đã nói là đừng có quay em mà. Đừng mà. Phải, nè, đẹp mau đi quay mấy bạn quay trẻ đi, đi. Quay đi, quay họ đi mà. Trời ơi, nhanh lên đi. Hey.
Trời ơi, đừng có quay em mà. Không phải đâu, hôm nay em đẹp lắm. Trời ơi, đã nói là đừng có quay em mà. Em bị đau bao tử. Em bị sao vậy? Nè, ngồi xuống đi. Không sao chứ? Không sao, không sao. Anh lên nước cho em uống nha. Dạ được.